Xe bộ cha gia tôi nếp bố tê á bố tô phá dê nà sang khá bùn nhàng sang kê na chi như vậy có hạt thượng thích xứng thành bậc đáng cúng dường Thế Tôn môn đệ các hàng thinh văn quý ngài an tĩnh lục căn vượt qua ý luận vì vô ý, ý tịch như vậy vô biên phước màu của người. Ok sao mời đọc truyện. Sa thủ kính cảm ơn tâm pháp Bức Tha Giá một lần thành kính đảnh lễ Quỳnh kính chào cha Quỳnh Văn Á pháp cho Quỳnh biết được tín hiệu dạ kính mời bàn tay cô ấy mình đàn ạ dạ trong khi kinh chỗ 196 dạ cảm ơn Quỳnh Văn Á Ná cho bài Tê bu cha ya to nip bu tê akuto pha dê Na tăng mít tí kê Na chi Ta tê đi xe bu cha ya to nip bu tê akuto pha dê Na sát ca bụn nhăn sẵn kha tâm y mét tăng mít tí kê Na chi cúng dường bậc như tịch tịnh không sợ hãi các công đức như vậy không ai ước lượng được và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu tề tá đi xe bồ cha gia tô niệm bồ tê a cụ tổ phá về Na sát ca buôn nhằn san kha tâm y mét ta mi thì kê na chi Tề ta đi xe bụi cha gia tô Tây A cụ tổ phá về Na sát ca buôn nhằn san kha tâm Ý mét ta mi thì kê na chi Xứng thai bậc đảng cúng dường Thế tôn môn đệ các hàng tinh văn Quý ngài an tịnh lục căn qua hỷ luận Tham sân não phiền vô vi vô ý tịch nhiên cũng dường như vậy vô biên phước màu và đây là bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức nhục mình kính cảm ơn đạo tràng và chào người phương nam về vào đạo tràng nam mô bích tha giá dạ. Cô tuệ duyên còn nghe được âm thanh nhật bình không cô alo alo cô tuệ duyên còn nghe được âm thanh nhật bình không Cha Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Dạ, cô chuẩn bị nha. Nhật Quỳnh tri ân xong Nhật Quỳnh mời cô lên thay mặt đạo tràng thỉnh Pháp Sư. Dạ, tại còn giờ nên chuyển qua chuyển cho nó hết giờ. Dạ. Sa thú lành thai. Dạ. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ tại viên. Cô Cẩm Vân. Chị Sương Mai Vinh Quách Thanh Á và Tâm Pháp đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và bây giờ thì Nhật Bình kính mời cô tu nữ Tây Duyên thay mặt đạo tràng để cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được học bài Pháp Cú Kinh số 197 và kính mời cô ạ. Nhân sinh một bức thăm sát cùng tự nhiên để cung thỉnh Pháp Sư.
Nam mô ta sa phật Bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa Bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa Bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ma thi ba ti sam ba ti ca tánh cha li an thi ba rằng a ya cha tha san ti tha san ba ra cha ka cha ti ca đề sê tu tham măng ma lu cam bi măng pa chan sa tham ma phê đi na yin cha ca yang su tanh cha ban thăng áp phi thăm mà chấm măng à cô ta dân tố chắc cha đăng đăng và bố tha này về ba ri xa dạ mắng chê ê quăng xa hâm ba thì ra và gặp quan a già cha tha tùng hi pha quê na tăng bút thô ca quân nhê na thi và gia tan ha bút tha già pa đi na ni ga đa găng ta tu ga tu mình cha qua cha đã vô nay về à mang ba si thầm ma tu ta tu phu ti sam bu tu Ngu na tham ma de sa nang ma ga wa sa de se si san ta nang at tha sit tha kang te na sa thu ai yo phan te đề sê tu tham ma đề sa năng sập ba di tha ba ri sa ya anu cam bằng bi ca ta quê chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đang nhờ ánh sáng trổ hoa lạnh rải tàn bụi hương pháp màu ánh sáng thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thi ngẫm người hoan Phật nhận lời những chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vượng lộc gia ngại dời chân
sang thuyết pháp độ hàng đệ tử. Có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nên hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mang giáo pháp 40 giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không ngừng, nhưng điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp đàn từ bi, chúng sinh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu đặng tri vẹn toàn. Và Nam Mô Đức Thầy, và con đã thay mặt đạo tràng vừa thỉnh pháp sư vừa xong, và bây giờ con kính cung thỉnh thượng tọa Tự Quyền. Có phải vậy không Nhật Quỳnh? Là tự nhiên kính cung thỉnh thượng tọa Tự Quyền, Tự Quyền Hoan Thị tọa để thuyết giảng cho chúng con vào hôm nay. Và con kính dâng mắt đến sư Đại Đức Pháp Tính. Dạ, Đại Đức Pháp Tính hả? Dạ, dạ, con xin sám hối. Kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính Tư Vi Hoan Hỷ để giảng kinh Pháp Cú hôm nay. Sám hối nữa. Dạ, thầy con xin xuống mất để mất thời gian. Sa thú, sa thú lành thai. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Minh Hành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua phần ôn lại bài cũ, bây giờ chúng ta bắt đầu học bài mới. Đó là câu kệ Pháp Cú Kinh số 197. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần thích nghĩa từ vựng. Xú xúc khăn quá tá chi hoa mát. Xú xúc khăn quá tá chi hoa mát. Xú xúc khăn quá tá chi hoa mát. Quê rí nê xúc á quê rít nô, quê rít nê xú á quê rít nô, quê rít nê xú á quê rít nô, quê rít nê xú má nút xê xú, quê rít nê xú má nút xê xú, quê rít nê xú má nút xê xú, quý hát ra mát á quê rít nô, quý hát ra mát Ave Rino, quý hát Rama Ave Rino. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái cụm từ xú xú khăn. Xú khăn là an lạc, mà thêm một tiếp nguyễn ngữ xú nữa để mà tăng lên, thành ra đó chúng ta lấy cái nghĩa là vô cùng an lạc hay là vui thai, vô cùng an lạc hay là vui thai. Đó, xú khăn. Vá tá có nghĩa là dĩ nhiên. Quá tá có nghĩa là dĩ nhiên hoặc là chắc chắn. Quá tá có nghĩa là dĩ nhiên
hoặc là chắc chắn. Chi qua má, chi qua má có nghĩa là sống. À, đây là một cái động từ. À, chi qua má có nghĩa là sống. Về ri nề xú, về ri nề xú có nghĩa là trong thù hận, trong thù hận. Về ri nề xú có nghĩa là trong thù hận. Ave rino, ave rino có nghĩa là không thù hận. Ave rino không thù hận. Ave rino không thù hận. Nhà về đi này ở đầu dòng thì cũng được bắt đầu bằng một cái danh động từ. Về đi này xuống, về đi này xuống nãy chúng ta đã biết rồi, trong thù hận. Nhà đúng rồi. Má nốt xê xuống, trong những người. Má nốt xê xuống có nghĩa là trong những người hay là giữa những người. Quý hát ra má, quý hát ra má có nghĩa là sống, sống nhưng mà ở đây á, chúng ta phải phải hiểu cái ngầm một cái nghĩa là ngự đó, là ngự sống, ngự có nghĩa là chúng ta ở cái chỗ mà cái người không có những người thù hận đó. Quý hát ra má sống mà chúng ta cũng phải mở ngoặc ở trong cái ngữ cảnh này có nghĩa là ngự đó. Ở đó. Rồi cuối cùng thì chúng ta có một cái danh từ nữa, Avedino. Avedino có nghĩa là không thù hận, không thù hận. Ồ dạ, vậy thì cái bài từ ở trong câu 197 này rất là ngắn, rất là ngắn, chúng ta lướt qua rất là nhanh. Cảm ơn Phật tử gái mình rất nhiều. Su su khăn quá tách chi qua mát quê viết nê xúc áo quê viết nô quê viết nê xúc má nút xê xúc quý ha ra mát áo quê viết nô có nghĩa là vui thay chúng ta sống không hận giữa thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giờ đây thì con xin được thay mặt đại chúng trong room xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi quan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Đó là câu kệ Pháp Cú Kinh số 197. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền kính lễ đại đức Tịnh Đạt mở ban lên vào room. Dạ rất là quan hỷ khi thấy chư tăng có mặt ở trong room. Dạ con không biết Thượng Tọa Tuệ Quyền có nghe được âm thanh của con hay không, xin Thượng Tọa cho con một tín hiệu. Dạ, Thượng Tọa Tuệ Quyền ơi, Thượng Tọa đâu rồi? Dạ, Sa Thú Lành Thai, con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa, kính lễ chư tăng, kính chào đại chúng. Nam mô Bụt Tha Gia Nam mô Tham Ma Gia Nam mô Sang Khai. Vậy giờ thưa đại chúng được nghe rõ không ạ? À? Mô Phật và quý vị nghe rõ. Cảm ơn anh mình Bụt Tha Na, anh Nhật Quỳnh, quý vị cùng đại chúng. Chúng con thành kính đến lễ đến Đức Phật đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh để Đức Phật tính, để Đức Tịnh Đạt cùng chư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ xin bắt đầu vào thời giảng.
Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Buddhang Phakkhavantang Abhivadayami Svakkhato Phakkhavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Phakkhavato Savakka Sangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quy lực Tam Bảo thành giáo hộ đến chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Phật A Di Đà. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học cái phẩm gọi là Sukhavagga, tức là phẩm an lạc, câu Phật cú 197 là câu Phật cú đầu tiên. Chúng ta nghe thì đã được nghe Thích Nghĩa, Thích Văn là những người không hận thù. Giữa những người hận thù, chúng ta sống quả nhiên là vô cùng an lạc. Và sống, nếu chúng ta sợ hãy sống không có thù hận giữa những người hận thù, giữa những người ghét, giữa những người không vừa lòng, chúng ta sống bằng cách nhẹ nhàng, bằng cách tốt đẹp, thì có thể nói rằng ở đây chúng ta sống không có thù hận giữa những người thù hận là một ý nghĩa lớn. Chứ không phải là người ta đang thù mình mà mình sống thù với người ta, không phải cách sống đó một cách đơn giản dễ dàng. Cho nên vì vậy cái sự tu tập hay là cái để hiểu được cái một cái kinh văn thì chúng ta cũng cần phải có một cái sự nghiên cứu cẩn trọng, nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, thì chúng ta sẽ có một cái hình thái là tu tập nó khác hơn. Cái duyên sự này ở tại cấp có thuốc, tức là nếu nó thường duyên sự kính thức đương liên họ để liên hệ tới cái dòng Thích Ca, mà khi Đức Phật ngài quan sát thì thấy nó rất là khủng khiếp. Khi Đức Phật ngài ở tại Kỳ Viên, thì một lần ngài mới đề cập đến, có một lần ngài đã can gián một cái sự tranh chấp giữa dòng họ Cô Lý Giá và Sắc Cái Giá. Chúng ta nhớ rồi, dòng họ Cô Lý Giá và Sắc Cái Giá này sống trên cái bờ sông gọi là sông Rohini. Hai bên bờ sông, một bên bờ bộ tộc này, một bên bộ tộc nọ, thì họ sống nhờ một con sông mà để canh tác, để sinh sống. Thì vào một năm thì lúc nó trời hạn, sông nó không còn nước nữa, thì một dòng sông chảy như vậy thì kính thưa quý vị, thì Cô Lý Giá, dòng có nhiều dòng họ Cô Lý Giá đó mới tìm cách, tức là dẫn nước từ ở dòng sông, có thể là dòng sông đó nó nghiêng về ở bên Sắc Cái Giá nhiều, để đưa về cho cái dòng sông, đưa vào dẫn nước vào cái địa phận của mình. Thì bởi vì nó thiếu nước cho nên dòng họ Thích Ca thấy dòng họ Cô Lý Giá đã làm như vậy thì họ không chấp nhận và họ cản lại. Thì sự tranh chấp này giữa các cái nông phu bên hai bờ sông rất là căng thẳng, rồi dẫn đến ngay cả vua quan đến lớn chuyện chính quyền đứng ra luôn, tức là đến các quan vua mà đứng ra thì họ hòa giải không được, họ không có chấp nhận với nhau nữa, thì họ bắt đầu dùng cái quân sự, dùng cái áp lực và chuẩn bị họ đánh nhau để tranh giành nước. Thì sáng năm sáng thì Đức Phật ngài trong một cái khi mà ngài thiền định xong thì ngài quán sáng, thì ngài nhìn thấy dòng họ Thích Ca đang chuẩn bị cho vũ khí giới để chuẩn bị đánh bộ tộc Cô Lý Giá. Thì ngài cái dùng thần thông người đi đến dòng sông,
rồi Ngài ngồi lơ lửng ở trên dòng sông đó. Thì khi dòng họ Sakya thấy Đức Phật, họ giật mình, họ bỏ đao bỏ kiếm quỳ xuống đảnh lễ Phật. Và bên dòng họ Cô Ly Giá cũng như vậy, cũng thấy Phật xong giật mình mới bỏ đao bỏ kiếm xuống quỳ xuống. Thì Đức Phật Ngài mới bảo rằng: này người dân bộ tộc Thích Ca và người dân bộ tộc Cô Ly Giá, các ngươi phải đổ máu, phải đổ máu chỉ vài giọt nước sau, cái sự sống của các ngươi quý báu hơn những cái nước kia mà. Tại sao các ngươi không biết quý trọng mà các ngươi là phải quên đi? Tại sao các ngươi quên cái tánh mạng của mình còn quý báu hơn nhiều? Nếu các ngươi chẳng chịu hòa giải với nhau thì máu đôi bên sẽ chảy nhiều hơn sông sông bên này bên kia. Rồi Đức Phật Ngài mới thuyết lên cái bài kệ: hạnh phúc thay, ta sống không hận thù giữa những người còn đang mãi hận thù. Hạnh phúc thay, ta không hề oán giận giữa những người hiềm hận chẳng hề nguôi. Chúng ta thấy ngày hôm nay xảy ra nhiều điều mà thực tế không phải còn là sông nữa, mà ngay cả biển cũng có cái sự tranh giành từ xa xưa cũng như thế. Mà đây là cũng là một sự cảnh báo và một cái lời mà Đức Phật ngày Thầy đã nói: chỉ là nước, chỉ giành nước với nhau mà đã máu rồi, thật sự có xứng đáng không? Gọi là sắc cái giá, dòng họ của chiến sĩ Cố Lý Giá cũng là những người anh hùng anh hào, mà các ngươi lại đi dùng máu à? Các ngươi lại đi giành nước với nhau à? Mà tại sao không có thể dùng mọi cách để hòa giải? Nói đến đây, khi chúng ta đọc được câu chuyện này thì chúng ta mới thấy rằng là phải nói rằng cái tính tốt đẹp của Phật Pháp nó tuyệt vời vô cùng. Chúng tôi muốn nói tuyệt vời là tuyệt vời như thế nào? Ở đó nói lên cái đức tính hỷ, đức tính xã, đức hòa, trang hòa, đượm đẫm cái giá trị vô hại và bình cho cuộc đời này. Quả thật con người sống chứ khởi lên một ý niệm xấu là mọi việc nó đã xấu. Như chúng ta nhớ, công tử tự nhiên khi nhìn thấy cuộc sống người ta đam mê nhiều quá, tự nhiên tôi quên cái công tử gì bỏ đi xuất gia và nhà gia đình giàu có lắm, thì bởi vì người nghĩ vua chúa đó cũng tham lam, dẫn đến các thần dân cũng tham lam, nói chung cả con người tham lam. Mày quán xét xưa và nay các vua chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam, muốn biên nước cương của mình mãi ngút ngàn. Ở đây con người cũng như thế đó, muốn chất đầy, muốn mà không bao giờ dừng lại. Nhưng có biết rằng những cái điều mà chúng ta muốn đó, đưa đến sinh linh đồ tháng, đưa đến sự đau khổ thật sự ra cũng giống như quý vị biết là cũng giống như ngày hôm nay nói về cái dòng sông Cửu Long, quý vị biết dòng sông Cửu Long nó cái nhánh cái ngành đó, có một sự tranh chấp cũng lớn đối với các nước lân bang với nhau ở trên đầu nguồn và chặn nước cái đó bên Trung Quốc.
nếu mà chặn đầu nguồn thì ở dưới nguồn đã kẹt. Họ làm những cái đập thủy điện, cho nên hoàn toàn tức là nó trở ngại rất là nhiều cho các nước. Thí dụ như bây giờ là các nước Đông Nam Á, như là chẳng hạn như Lào, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia vân vân, là hoàn toàn bị lệ thuộc bởi con dòng sông Cửu Long. Chính vì vậy, đây cũng là một điều mà họ rất rất mắc, họ phải nói là họ đau khổ. Khi ở trên mà bóp nghẹt, ở dưới nín thở, mà ở dưới nín thở, ở trên bóp, ở dưới nín thở thì nó sẽ là hoảng loạn đủ thứ đủ chuyện hết. Mà trên cuộc đời này, rồi chớ nói nữa, ở ngoài biển kia rất là nhiều thứ, nhiều điều. Mình chỉ nói chung thôi, chứ không có nói về chính trị nha quý vị. Chúng tôi không thích nói chuyện chính trị, chúng tôi chỉ nói chung như vậy. Thì quý vị thấy rằng cái này của người ta, người cho rằng cái kia của người ta, vân vân như thế này thế nọ. Nhưng có bao giờ con người biết chịu đàm phán, biết chịu nói cái lý đúng thì có lẽ là sẽ tốt hơn. Nhưng điều mà ở đây, trên cuộc đời này là đó là cái chuyện mà tranh giành nước, nó đã có từ xưa. Và thế cận đại, hiện đại lúc nào nó cũng có ra quý vị. Có nhiều cái kia là ngăn sông để chặn nước nước, thì nó sẽ trở nên rất là lạ. Mà ở trong cái sinh thái thiên nhiên á, chúng ta để tất cả mọi việc nó bình yên thì nó sẽ yên. Còn nếu chúng ta quay ngược lại, chúng ta chặn hay chúng ta làm những cái sinh hoạt, làm những cái lợi, nghĩ cái lợi của mình á, thì chắc chắn rằng nó cũng sẽ có những sự đột biến. Sự thật ra họ chặn thì họ cũng không phải được ổn yên đâu, nó cũng có những cái bất lợi cho chính họ, nó chảy về đâu. Nếu chúng ta chặn lợi thì những cái lưu vực của chính nó cũng sẽ rất là nguy hiểm. Thì ở đây, trên cái thực tế, người thắng cũng chả có được vui gì đâu, nửa cân tám lạng là coi như là có thắng được đi thì cũng hết sức là vất vả, cũng hết sức là nguy hiểm và khổ đau cho mình. Đó là sự thật. Rồi cuối cùng tạo cho chính con người đã đau khổ, những người xung quanh đau khổ, một đất nước đau khổ, nhiều người đau khổ cũng do cái tấm lòng tham. Chứ sự thật ra do một cái nhìn sai lầm, do không đúng là chết. Ở đây nói vậy đó, cái nhìn của những người có trách nhiệm, của những người cầm quyền thì nó nguy hiểm, nó sẽ đưa đến một cái sinh linh đồ thán, đau khổ cho tất cả. Thì nó đã nói rằng nửa cân tám lạng, mà coi như là người, coi như là người ta chết thì mình cũng què quặt luôn, mình cũng coi là tang thương mệt mỏi. Bây giờ nói qua một cái vấn đề khác, cho nên vì vậy chúng ta nhớ, cũng như trong cái cuộc giữa, nếu chúng ta phản ứng trả đáp lại những cái gì mà người khác mang tới cho ta, sự đau khổ, họ đánh ta, nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật của tôi, mà ôm ấp thì đau khổ chứ không bao giờ nguôi, mà không ôm ấp thì đau khổ sẽ tự nguôi. Mình không hận, giữa cái thù hận lẽ ra người ta mang tới, người ta đánh mình, người ta làm mất mát cái điều mà lợi lạc của mình. Kính thưa quý vị, ở đó nếu chúng ta biết hiểu biết thương nhau chút xíu, thôi kệ, cho họ đi, nhường cho họ một chút xíu đi, giúp cho họ chút xíu, nhịn họ một chút xíu đi, thì cuộc đời này nó an lạc. Nhưng điều mà tại sao mà người ta không có bỏ cái hận thù, người ta chấp nhận, người ta đối diện với cái thù hận đó, coi như là người ta nó ân oán trả. Sự thật ra có người ân khó đền, ân nghĩa ít có đền, mà oán thì trả, đúng như vậy. Chứ đừng có nói hay à, đối với tôi thì ân đền oán trả à, nghe ồ hết sức tuyệt vời ha. Nhưng xét cho kỹ, xét cho thật ra, mà thù hận thì họ lại xuất hiện. Đó là cái sự thật.
99 mình lần mình thí ân cho người ta. Một lần mà người ta đối với con thì nó là như thế. Ít bao giờ biết hiểu, ít bao giờ biết thương, ít bao giờ biết biết tới cái giá trị đó. Cho nên khi chúng ta tu, khi chúng ta tu để hoàn thành đòi hỏi một con người phải biết giảm cái độ căng thẳng. Mà cái điều này phải tu. Phải tu cái gì? Tu cái pháp nhẫn nại, hay là sự tránh né, hay là dùng lý pháp để tu để chi? Để chúng ta quan sát, để chúng ta đỡ phải chấp ngã, đỡ phải bị. Khi chúng ta không còn chấp cho rằng mình bị tổn thương, cho rằng mình bị phỉ báng, cho rằng mình bị đánh đập, mình bị như thế này thế kia, cái bị đó, cái mà chúng ta giải quyết được cái chúng ta bị đó thì chúng ta sẽ không hận. Mà nếu như chúng ta hiểu biết được nghiệp quả thì bây giờ mình biết rằng như sợ ân oán để làm gì, căng thẳng để làm gì, có cần thiết phải như vậy không, thì mọi việc nó hết sức là nhẹ nhàng. Nhưng ngưỡng như chúng ta không có một cái bình tĩnh, không có cái sáng suốt, kính thưa quý vị, hết sức rồi, coi như là trùng trùng điệp điệp đau khổ, trùng trùng điệp điệp cái ân nó sẽ nối tiếp nhau mang tới cho ta những cái điều khủng khiếp nó xuất hiện. Cho nên ở đây là một người tu phải biết, chẳng qua đó là cái gì? Đó là sự chấp ngã. Nhưng như là chúng tôi đọc cái câu Phong Cú, tôi cảm thấy nó đánh tôi, nó chửi mắng tôi, ôm ấp đó, cảm thấy mình bị quê. Nhưng thật ra cái cục quê đó là cái gì? Mình quê nguyên một cục, mình quê nguyên một đống, thật ra đó là chính mình tạo ra. Chứ sự thật ra nhiều khi trong cái bực bội, hay là trong vô tình, hay là trong cái bực bội, người ta cư xử với nhau một chút, nhưng xét kỹ rồi đó thì người ta cũng phải là ác xấu gì với mình. Nhiều khi trong vô tình, hay hoặc là ngay cả người ta không, chỉ là cũng có cái duyên cái cớ. Thì nếu biết suy quán về điều kiện và hoàn cảnh thì chúng ta rất là đẹp, rất là dễ. Có lẽ là mình gặp họ, mình đã làm phiền họ, hay là họ gặp mình có một cái lý do điều kiện gì đó họ không thích không vui, thì chúng ta nên chịu khó, chúng ta suy, chúng ta quán một chút xíu, mọi việc nó lên hết sức nhẹ, hết sức là rộng mở, khắp cùng bảo la. Chúng ta từ cục có một số người thấy hiện hiện bình thường như vậy, nhưng một cái ngã đụng tới cái chân thì chúng ta mới ghê thấy ghê. Thường thường chúng tôi nói thử mà đừng có nói tu là lý đâu thì đại thừa, lý tiểu thừa này nọ gì, hay là tu như là tu thiền quán thiền chỉ gì ghê gớm, mà chỉ lần sau người ta chửi mình, người ta xem mình mà mình bình thản, người ta làm mình khó chịu mất lợi, mà mình cảm thấy có thể vượt qua được một cách nhẹ nhàng, đó mới là nội công thâm hậu. Ba bước à, bước tiếp bước đi, biết ngồi nằm, biết ngồi nằm. Chúng ta lý thuyết nhiều quá mà có đôi khi đụng một chút xuống chúng ta nhảy lên nhảy xuống. Và chính chúng ta có dám chấp nhận với những người dưới chúng ta mà chúng ta biết xin lỗi không? Dưới những người nhỏ hơn ta, chúng ta biết chấp nhận cái sai của mình, hay là những cái quyền của mình để áp lực. Rồi một khi mất mát cái bực bội, cái tấn nhỏ đó thôi, chúng tôi nói đó cũng là khía cạnh của sự bực bội, của sự quán hận. Bởi vì điều này cần phải có từ tâm. Quý vị biết là những người cha, là những người mẹ đó, quý vị biết xin lỗi con của mình thì con của mình nó được. Những người con đã, những người con nó có một cái sống của chính nó,
và nó nói rằng mẹ sai, bố sai, ba sai, anh sai, chị sai, em sai gì đó. Thì cái mà chúng ta biết được cái lỗi của mình, và liệu chúng ta khi nào chúng ta biết lỗi của mình, nhận chúng ta sai, thì khi đó chúng ta chấp nhận được, chúng ta sẽ không có hận, không có oán nữa. Nhất là biết mình tại sao người ta thù mình, ghét mình, có lẽ là mình làm mất lợi lại chuyện ta đó, có lẽ mình ta làm cho người ta không vui trong một vô tình gì đó, nó một cách xa hơn, sâu hơn, rộng hơn nữa với họ. Từ tiền thân mình có cái oán trái, mình làm cho họ mất mát cái chuyện gì đó, bây giờ tự ngồi gặp mà nó không vui. Nếu như bằng sự suy quán như vậy thì chúng ta vượt qua, tự nhiên chúng ta cho rằng tự nhiên tôi không chọc không ghẹo gì, cái tự nhiên tôi dễ chửi tôi vậy, tự nhiên nói tôi vậy, tự nhiên áp lực tôi như vậy, vân vân. Hiểu biết Phật pháp thì tất cả chúng ta biết không cái gì mà tự động nó lại xuất hiện bao giờ. Và đây không quý vị, không ra điều có nhân có duyên có quả của chính nó hết. Nếu như nhìn thẳng, nhìn thấy, nhìn rõ, nhìn biết nhân quả thì chúng ta mới có cái sự chuyển hóa để tu được. Chúng ta sống không hận giữa thù hận, thù hận sống không thù. Quả thật nếu chúng ta không giải quyết cái cục tức của mình, ăn không ngon ngủ không yên, ăn không ngon ngủ không yên thì làm sao mà ăn vui được. Cũng như vì chúng ta không có giải quyết được cái sự khắc khoải đau bực bội chỗ này, nó không ngủ được thì nhiều ác tâm, nhiều ác kiến sẽ sinh lên. Tức là nếu như chúng ta không giải quyết nó nữa thì chúng ta chế nhiều vũ khí, chế nhiều cái bom, cái sức công phá của vũ khí phiền não của chúng ta, để chúng ta mới đánh trả. Nếu như chúng ta cứ suy nghĩ thôi kệ, đừng có quán cho người, người vì làm sai, vì nhiều ân oán với người quá đi, cho nên nó quý vị biết họ rất là sợ, họ sợ sự trả thù. Nhật của mình họ sống không có định tính tha nhân, họ sống không có cái sự giúp đỡ cho người, sống thiếu gây khó cho người, có quyền chức, có điều kiện, có tiền bạc, dùng cái tiền bạc và thế lực của mình gây khó cho người. Khi mà thật để đi cũng không có tự nhiên, họ rất là sợ xung quanh, ngay cả họ sợ ám sát, đâu có vui vẻ gì. Rồi cách khác trong làng, trong xóm không có một cái sự hài hòa, không có sự tự bi, cũng không có sự vui vẻ hài hòa đó. Chúng ta sống chúng ta lập dị cũng là một điều khó khăn không? Chứ đừng nói chi mà chúng ta sống chúng ta gây hận chỗ cám chứ, thì chúng ta sống lại càng đau. Vì vậy cho nên cuộc sống đòi hỏi tâm của một con người ít sân, ít hận giận, ít gây đau khổ nhau. Biết được chúng ta bà con ra để mua bán gì lắm, tại sao như có nghe nhiều người xung quanh này chúng ta sống tối lửa tắt đèn có nhau với chính họ. Và trong cái tâm tưởng về nó, quý vị biết là Đức Phật ngày luôn luôn ngày nói nếu các thầy tỳ kheo, các người là những người đã bỏ sống không gia đình, nếu như có những sự phụ sự gì với nhau, như có một vị kheo bệnh nặng quá, rồi các vị tỳ kheo xung quanh không có quan tâm, thì chính Đức Phật đã quan tâm một cái tình này. Các ngươi sẽ phải cần phải có sự quan tâm, bởi vì đồng là những người không có vợ không có gia đình để thì sống trong cái sự, bởi vì trang hòa sống trong một cái sự tình thương mến thương, chứ không có vẻ đúng quý vị. Thì
sân, nó chỉ là được. Thì nó phải, thì chúng ta phải lấy cái gì, cái nước, cái sự hài hòa, cái sự nhẹ nhàng, cái sự nhu nhuyến, cái sự ái ngữ. Thì mà đấu thì cũng như nước đấu thì được. Chỉ còn mà lửa nó cháy và nó nóng lắm, nó nóng vô cùng, nó bên trong những kiếp này không có tiếp lai sinh. Nếu như chúng ta đánh đấu nhau, chúng ta thua, chúng ta gây, chúng ta sẽ có quan trái lớn hơn. Và nếu như chúng ta có thắng, thì cũng chẳng được gì, nó cũng mất mát, cũng mệt thấy. Bởi vì cho nên sống khổ quá, chúng biết chuyện lớn nó thành nhỏ, chuyện nhỏ nó xem nó cần khó chuyện gì. Thì đó là bài học ở cuộc đời, chúng ta cần phải thật tâm, cần phải hiểu biết, cần phải đối diện với chính nó. Cái sự đau khổ lớn hơn là kẻ thù của người mất hai đã đào rằng con nghe được thăm sư con cũng thật sự cảm ơn trở lại nó mất hai đã cảm ơn rằng không đó là việc có gì được cái việc tại cho nó cái này cũng điều kiện sống còn nhân muốn cái nhân duyên thì không em biết nhường nhau biết nhường nhau một xíu đi coi như món quà cho nhau nó đã nhường rồi chúng ta những thân thương điều ấy nó thôi sai những điều không vừa mình sẽ lại đó là sự thật chút điều chút phải điều sự thật này thì tôi là mặn ngọt chua cay đúng sai như thế nào mong tất cả chúng ta phải bình tâm phải bình ý nhìn thẳng nhìn thật vào cũng là vậy thì bản chất chúng ta có một phần sẽ tốt hơn sẽ đẹp hơn trên cuộc đời này. Bởi vì kính thưa quý vị, nếu chúng ta oán hận vì những người oán hận thì chuyện đó là dễ. Mà chúng ta không oán vì những người khi chúng ta vì những người hận thù mình và chúng ta sống vì những người thù hận ta không có hận ai. Quý vị biết một cái cái mà nó nguy hiểm nhất chính là cái oán trái nhé. Hãy nhớ sống tránh né. Tránh né. Đây là một yếu lý ở trong cái bài học này đó chính là cái sự thù hận này chính là một quan ái từ đời này qua đời nọ biết chúng ta thấy đề bài ra với Đức Phật không? Chỉ một người mua hàng trước mua hàng sau mà sinh cái tâm oán hận như vậy rồi từ cái tâm oán hận trồng chất từ đời sang đời tới suốt dậm luôn ngồi và cuối cùng oán hận nhiều cái xung đột trong trên Phật. Tôi biết sự nguy hiểm như vậy. Cho nên chúng ta đừng có có quan trái. Nếu quan trái với mình hoặc hận thù mình thì chúng ta trả cho hết. Trả luôn hết những gì mà họ cần trả, cứ trả đi. Để mai sau không cần phải trả nữa. Cũng là trả hết cho đời. Những gì cứ trả cho họ đi. Để chúng ta không phải cột quan ca chúng ta nhớ không để quan ở mà hôm nay mình làm con mèo người ta làm con chuột đời sau thì mình làm con chuột người ta làm con mèo cứ vờn nhau suốt cuộc đời suốt cuộc đời lương sinh tử đau khổ này đi trên cái đường nó thanh thang đi trên cái đường nó rộng rãi một chút xíu. Chúng ta chịu khó để vượt qua cái đường gây khó đi, gây mất mát, tổn thương cho thân sinh tử này. Nhiều ở một góc nó cũng vừa phải, thì chúng ta đi qua, quý vị, rồi chúng vượt qua được.
Nếu như chúng ta không biết mà chúng ta cứ bình thường cứ tiến mãi rồi chúng ta không có dừng lại được thì cái việc hết là nguy hiểm. Rồi không ai thể giải quyết chính ta đâu. Chính ta chịu trách nhiệm của chính nó. Cho nên sống tránh né, đừng có bị hận thù. Cái câu thứ hai, không ấm đau gì những người ấm đau, ta cũng không ấm đau. Thì đó là cái lý hướng hai cái câu này nó cùng duyên sự. Nghe cái duyên sự chúng tôi muốn nói chuyện à, cái tinh thần tức là phải ở mở, phải cột, phải mở ra những gì mà đã bị cột. Người ta cột với mình, mình không quan tâm, mình mở ra. Người ta cù mình, nếu cố sức giải quyết hết sức, còn không cả tự nhiên, nếu ta không có oán trách họ, cứ giải quyết hết khả năng hết sức mình, còn ta tự nhiên, chúng ta cũng không có đi lại, có bất thiện ta mang tâm. Lấy cái tốt, lấy cái bi, đối với cái sân hạch, lấy cái từ bi đối với cái sự sân, cái nước đối với cái lửa, thì cái này chúng ta sẽ được tốt. Bằng ngược lại như chúng ta hiểu biết, chúng ta khởi lên một sự mình, một sự chấp ta mình, nguy hiểm luôn, nguy hiểm đời này, nguy hiểm đời sau. À, người ta cho rằng là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, hay là có những cái sự oán hận, ông sự thù hận đó qua đời này đời nọ thì cũng khiếp lắm. Thường chúng tôi nói tếu, chúng tôi nói có lý Phật pháp, có số người hận giận hay giận chồng 10 năm 20 năm. Quý vị còn nghe chúng tôi nói được không ạ? Quý vị còn nghe chúng tôi nói không? Bây giờ chúng ta đang giận một người bạn chúng ta là vợ hay là chồng hay là người thân gì đó. Cái gì bỏ cái đó bỏ qua không được. Cái gì tha cái đó tha được. Ở cái giới. Mình cứ nghĩ rằng nó đã sai xong nó đi qua rồi. Chỉ là người nó hiện. Thì bao nhiêu sự bực bội, bao nhiêu sự oán hận nó đều khởi sinh lên. Sao mà nặng nề quá vậy quý vị? Mang 5-10 năm chỉ cho nó khổ. Không biết bỏ xuống. Và quý vị biết. Vì thù hận, vì nghĩ rằng nguyện đời là cái kiếp không bao giờ gặp người này, đúng không? Cả quý nguyện là cái quý vị nguyện. Như Phật dạy câu nghe là ẩn liền, sợ liền, thương phải xa, ghét thì phải gần. Cái gì mà chúng ta thích, cái gì mà chúng ta ghét, cái gì mà chúng ta hận, nó sẽ đến đó quý vị. Nó sẽ tới, tới rất là sớm, rất là mau. Cái tình thương mến, những gì quý, những gì cao cả, những gì tốt đẹp thì thật là xa. Những việc chúng ta không vừa đọc thì nó gần hết sức gần luôn. Cho nên gặp kiếp này chưa đủ hả? Câu gặp ông này chưa đủ hả? Hả cho nên thù mới quanh. Nói tới cái đó em ở ngốc. Mà đó là thật đó, buông xuống đi. Hãy xem như là có những dòng sông đã đi qua cuộc đời mình. Và chúng ta đối diện có những đi nó sẽ đi qua. Còn ngược lại nếu mà chúng ta không sáng suốt, nó sẽ nguy hiểm. Trốn. Nó là sự tức mạng. Cho nên sống 30 năm cũng không ăn không ngon ngủ không yên. Nói như vậy bỏ đi. Còn cái kiếp này ấn ốc quá rồi. Kiếp sau. Mà đó là chính lời dạy mà. Thương phải sang ghép phải gần. Điều mà chúng ta nghe chúng thù hẳn chừng nào. Quả nó được càng nhanh gấp triệu triệu lần chừng đó. Cho nên tôi kính quý vị giữa những người quản trách họ, những người làm cái tổn ta đừng làm đau khổ họ. Mình nghĩ rằng ta nghĩ là mình sẽ không ngọt thì họ sẽ sớm gặp mình, họ sẽ sớm gặp mình. Nhân duyên trong cuộc đời này, dòng chảy cuộc đời này bay quanh nó quay, tình bạn cứ quay mãi, nhật nguyệt đêm ngày nó sẽ gặp nhau. Và chắc chắn rằng chúng ta sẽ quay gặp nhau và nhiều lần nhau. Và nếu biết nó thì thôi, còn như nghịch thì nó nghịch, mà đứng đối diện với nó đi, đối diện với cái đó để tâm mình buông xuống thì mọi việc nó sẽ buông. Cái nghiệp mình đối kháng với nó sẽ kịch liệt. Nó phải chúng ta đối diện với cái nghiệp, chấp nhận trả nghiệp, chúng ta gọi chấp nhận trả nghiệp đó, mình từ đó tiến tu thì nó sẽ bất. Đó là một cái tu hành giữa oán hận, chúng ta không oán hận, giữa những người tù hận ta không tù hận, giữa những người lẽ ra họ làm đau khổ hận họ thì ta không tù hận. Tất cả đi đến nhiệm vụ hành trang của chúng ta, y cứ chúng ta, chủ yếu của ta, và
điều chúng ta nhận, tức là những điều thiện điều thiện. Hiện tại chúng ta đau khổ, mong rằng mình không có gây cái nhân khổ, không có chấp ngã, không có thù oán trách gì mà đối diện chính mình, thì chúng ta sẽ được ngày sau sẽ được an lạc hơn. Thì chính là cái đức trời thích đây thì tám nhân này là các linh thiêng tại chùa và đặc biệt nhân và công đức này ông sư trưởng cũng như là sư huynh tây lịch, mong cho sư trưởng và sư huynh luôn luôn được an lạc, được quán được cảnh giới tái sinh của mình, mong tất cả chúng ta luôn luôn được cái tâm tu tập, được tự đi, được an lạc. Nam mô Phật Thầy, Bồ Ma Gia, Nam mô Sanh Thầy. Dạ, sa thú, con kính tri ân Trung Hoa Tể Quyền đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lớp tri ân thượng tọa. Dạ, có kính thượng tọa hành chúc phúc cho chúng con được toàn vẹn phước báo. Dạ, con kính dân mít đến sư. Phật tử Sapa Mangalang Vatanu Sapele Vata Sapa Dhamma Vena Sada Sri Vongan Chute Phật tử Sapa Mangalang Vatanu Sapele Vata Sapa Dhamma Nữ Phạm Nê La Sa Thi Phúc Văn Chú Chê Phúc Văn Tư Sắp Phẩm Mạng Ngài Lăng Ra Khanh Tư Sắp Vê Mạng Sắp Sa Nữ Phạm Nê La Sa Thi Phúc Văn Chú Chê. Tất cả phương hóa hàng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì để người do nhờ quay đức của chư Phật, nhờ quay đức của Pháp, nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thành lấy thường thường đến người cầu xin cho hóa của tâm tinh thần tăng bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sao ta thú lành thay, chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh thượng tọa Tuệ Quyền đại đức Pháp Tấn đại đức Tịnh Đạt cùng chư tăng đức đã vào trong chứng minh cho chúng con được trì vi giới bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại tăng, kính mời cũng nhân hồi hướng. Gia đề ba ta sam ti ha ra wa si ni hu te ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa văn tu chi ta to tin gan de Tawi Hale Teraka Kabit Kavo Sarami Kadana Pati Ubasaka Gamacha Desai Gamacha Isara Sapana Bukasu Tate Dalamu Jepi Tanpawa Samseda Chata Aravo Patika Nia Yama Warang Patit Chate Sape Pirukasa Karnusayang tha tu tăng xá tăng thầm mô thầm ma tha ra cha phu cha la tăng phu hộ tu sa ma phu wa a tha ya cha hi ta ya cha âm hê ra khăn tu sa thầm mô sắp bê bi thầm ma cha lô bút thêm sân tao phu nha ma thầm ma ba huê đi tê. Dạ, chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử quân tập đầu Niệm Pháp, kính mời quý Phật tử ngày nay lúc 7:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại Rung Pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn, xin xuống mic.